Chào gia đình yêu thương của Út nha. Vàng để đây nè mấy mẹ, đừng hỏi nha, đừng hỏi giùm cái đó. Về đây đó đó, Vàng che tủng tẳng chơi à, chúc gia đình yêu thương của Út lúc nào cũng vui vẻ nha. Công nhận ông chờ ông ngộ cả nha, ông mưa đúng đúng âm âm xét quýt âm 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 nước chan chan chạy nhà Út, ngưng cái nắng chan chan như như là chưa có chuyện cuộc chia ly, không có chuyện gì xảy ra, giống như là không có chuyện gì xảy ra, im lìm không có gì. Công nhận thiệt luôn á, tạt âm âm nước chao chan chạy nhà Út tá gần chết nhờ nắng chăng chan, hết hồn không? À rồi à, nói về chiếc cảnh đi. Chiếc cảnh cái nhà, nói chiếc cảnh xong rồi nói về Ni bị gài sao ha. Đó trời ơi sao mệt quá, mệt thiệt luôn á, nặng nơ mỗi cổ thiệt luôn, mãi mãi chứ sợ luôn. À chiếc cảnh á, bấy nào bấy màu nói là cài chiếc cảnh, à cài cá độ chiếc cảnh để chiếc cảnh chết về tội cá độ. Nó nghe nè, nó nghe nè chị cá bay màu, nó nghe nay tôi kêu bằng chị nha, tại chị ai thì dũng xưng bằng chị á, chị xưng chiếc cảnh bằng cô mà tôi là chị chiếc cảnh, bây giờ tôi phải kêu chị bằng chị. Đúng nghe chị bay màu. À nó nghe nè, mình ngu thôi chứ đâu có ai ngu như mình đâu, mình nghĩ ai cũng ngu như mình sao? Không có, không có. Chiếc cảnh có tiền mua muối ăn nên não có muối à, chứ không ai mà ngu như mình á. À gài chiếc cảnh, ý là nói là muốn gài chiếc cảnh để chiếc cảnh cầm 1 tỷ bạc à, tới ông giáo để mà nhờ ông giáo làm đơn cá cược, là trời, bảy màu đã báo trước ông giáo rồi là chụp chiếc cảnh, là cho hồng cho chiếc cảnh và có tội là cá cược. Trời thánh thần ơi, thánh thần ơi, chiếc cảnh thấy mặt thông minh lắm, thấy thông minh lắm, mặt trắng đỏ thông minh lắm, khôn lắm, chứ nó mới ngu à, nó mới ngu như mình à. Mình đừng có nghĩ ai cũng ngu như mình đừng có gài ai đó. Mình đừng có gài ai, tại vì cái phước mình nó mỏng đó, mình đừng có gài ai đó. Mình ngu nhất mà tưởng mình khôn gì đó, rồi mình ngu giết cái mà tưởng ai cũng như mình, đúng không? Thánh thần ơi đó, và muốn gài chiếc cảnh à, muốn gài rõ ràng không đó. Bởi vì bữa có người nhắn tin cho Út là Út ơi con chừng bảy màu gài chiếc cảnh, nó chính xác luôn, đang gài chiếc cảnh à, mà mình ngu thôi, mình tưởng người ta ngu giống mình đa, mình thiếu muối thôi, tưởng người ta thiếu muối giống mình đa. Đâu ai khùng điên, đâu ai khùng điên. Thứ nhất là chiếc cảnh không có rảnh, thứ hai là chiếc cảnh không có khùng điên để mà đi cá độ cái này cái kia ở trên mạng xã hội, mà đặc biệt cá độ mà mượn ông giáo làm chứng nó mới ghê. Cá độ mà mượn ông giáo làm chứng mới ghê, lại ông tôi ở ưu này luôn à. Nếu mà cá độ mà mượn ông giáo làm chứng, không phải lấy sợi dây cột cái tay mình trước đi, còn cái tay mình trước à, đặng tới đó ông giáo khỏi, ông khỏi cột, mình cột giùm luôn, nói là tôi cột giùm ông luôn nè, tôi cột giùm nè, tôi còng giùm luôn nè, mà ông khỏi còng nữa, đúng không? Thánh thần ơi đó. Và muốn biết người đằng sau ủng hộ chiếc cảnh cá cược là ai đó, ý muốn đổ thừa cho Ni chứ gì. Trời ơi dễ hiểu quá mà à, bây giờ ghét Ni rồi, cái gì không đổ thừa Ni, vài bữa đi cầu không được dám đổ thừa Ni lắm mà. À định gài đi đúng không? Mà muốn biết người đằng sau mà để chiếc cảnh mạnh miệng mạnh mồm chịu cá cược là ai. Trời ơi đó nghe nè, sao mà cái tối ngày cái tưởng tượng như này, tưởng tượng như kia, hại người ta vậy hả? Tối ngày cái tưởng tượng ta giống mình vậy, ngộ vậy. Mình đầu óc mình á ác độc thôi, mà mình cứ suy nghĩ người ta giống mình hoài, khổ quá trời, khổ quá. Nếu mà Ni là người hả ác độc là Ni không cứu Hồng Loan đâu, đúng không? Và mình bản thân mình như vậy, mình nghĩ ai cũng như vậy à, mình nghĩ ai cũng có người sau lưng, ai cũng có người hậu thử sau lưng, giống như nguyên một đám mà hại Ni đó, là có người hậu thử sau lưng đưa tiền để qua bên Mã Lai ẹt Ni là người hậu thử sau lưng đó, rồi bảy màu giết cái bảy màu, tưởng đâu ai cũng có người hậu thử sau lưng. Chiếc cảnh đủ khôn mà, đủ khôn ngoan để xử lý tình huống mà, đâu cần cái gì cũng ni, và Ni cũng không rảnh nữa, nói chung là Ni cũng không rảnh. Ni lúc này làm lo công chuyện làm ăn à, kiếm tiền bạc tỷ của mình à, lo vui vẻ với bạn bè đi ăn uống rồi chơi, không có rảnh, không có rảnh mà làm cái chuyện xàm xí đú, không có làm cái giỡn rảnh mà làm cái chuyện tào lao bốc xế à, xàm chiếc chuột và tiền không có rảnh mà làm đi cá cược. Tiền không có rảnh, tiền dư quá đi giúp đỡ chứ đạo chứ không ai mà rảnh mà đi cá cược với một mấy đứa mà chuyên gia cá xong giật kèo đó. Có bao cái kèo cá rồi, có kèo nào thực hiện chưa hả? Biết bao nhiêu kèo, có kèo nào thực hiện chưa? Nào là 10 ngón tay, nào 120 triệu, nào là 5 cuốn sổ, nào là xó kinh, à, nào là đủ trò đủ chuyện. Giờ vô cuộc có làm cái kèo nào chưa? Hả? À, có làm kèo nào chưa? Sao phái cá vậy? Rồi lên nói luôn, lên nói là định gài chiếc cảnh
đến kỳ này cho chứ cảnh là vô con đường chót luôn, con đường cuối luôn, con đường bế tắc luôn, con đường là không thoát được luôn. Trời ơi, chứ cảnh có tiền mua muối ăn, đầu óc nó thông minh lắm. Nè, nhìn cái mặt nó sáng lá trắng đỏ là biết thông minh rồi. Nó mà gài người ta, gài người ta không chừng mình á. Tại vì sao? Tại vì gài chứ cảnh để mà gài đi. Tại sao gài? Ông nói gài đi. Tại vì tưởng đâu là chứ cảnh nó cá thiệt, tưởng chứ cảnh nó cá thiệt là chứ ý là bé Màu nói làm gì chứ cảnh có 1 tỷ đúng không? Là ý là nói là đi cho tiền. Mà nếu mà chứ cảnh cầm 1 tỷ tới ông giáo Củ Chi mà cá cược á thì bắt chứ cảnh, xong rồi chứ cảnh mà sợ quá khai gia ni là người cho tiền cá cược là bắt ni luôn. Trời đất ơi, đầu óc chị Bảy Màu sao chị đơn giản như chị Bảy Màu, chị nghĩ cái chuyện đơn giản giống như đang dở vậy hả? Dễ gài ngoại quá, dễ gài ngoại ni quá, dễ hại ngoại ni quá, đó, dễ ăn quá, không ai mà nghĩ mấy chuyện tào lao vậy chứ. Vậy cũng suy nghĩ ra cái nhà, vậy mà cũng suy nghĩ ra tiếp tục gài ni bên Mã Lai còn không thành công, bây giờ tiếp tục gài ni bằng cách dụ chí cảnh cá cược là biết chắc là ni sẽ cho tiền với cảnh, là đồng tiền đó với cảnh khai ra ni cho là ni cũng dính tội luôn. Thánh thần ơi, ở đâu mà có động lực ở đâu mà có động lực, ở đâu bệnh hoạn mà có động lực mà suy nghĩ ra những cái chuyện này chuyện kia để gài ni vậy trời. Trời ơi, đầu óc ni thông minh lắm, ni biết năm thứ tiếng là biết ni thông minh rồi, ni làm đại gia là biết cỡ bằng tuổi Út, mà ni làm đại gia là biết ôm ni thông minh rồi. À, vậy mà bà cài chiếc cảnh cá cược để mà bắt ni. Thánh thần ơi thần ơi trời, đầu óc chị Bảy Màu sao đầu óc chị đơn giản vậy, đầu óc chị có vậy thôi hả, đầu óc chị vậy thôi, chỉ đơn giản vậy thôi, không có gì hết. Chào quỷ thần tiên độ mới không nói, không nói làm người ta nói hoài mệt cũng chết luôn, tối ngày cá hoài. Ni không có rảnh, ni lúc này không có rảnh, mắc đi chơi bạn bè, mắc đi ăn tiệc, mắc đi vui vẻ, không có rảnh sân si, không có rảnh đôi co, không có rảnh nó qua nó lợ. Đó, chí cảnh lấy tiền ni ra, nó nói chí cảnh lấy tiền ni, giờ đi cảnh bị bắt sợ quá khai ra là đi đưa tiền, là bị bắt ni luôn. Tại vì báo công an rồi, cái Bảy Màu báo công an rồi, đợi chí cảnh lú đầu lên Củ Chi là chụp liền, mà chụp chí cảnh là khai ra ni. Thánh thần ơi, bây giờ kêu chí cảnh á, kêu chí cảnh là phải quỳ lại giang sinh. Quỳ lại giang sinh cái Bảy Màu, ý là có nghĩa là khi mà chí cảnh cầm 1 tỷ lên công an huyện Củ Chi á, mà chí cảnh bị lụm á, thì Bảy Màu xuất hiện, thì chí cảnh sợ bị ở tù nên sẽ quỳ lại giang sinh là cô Bảy Màu ơi, từ lập tới con không dám cá nữa, cô ơi cô tha lỗi cho con, cô ơi cô bỏ qua cho con biết lỗi rồi, cô xin lỗi được chưa cô ơi cô. Là trong đầu tưởng tượng vậy đó, trong đầu tưởng tượng ra chuyện vậy đó, cái nhà ghê không, trong đầu có ngày tưởng tượng chuyện hại ta không, tưởng tượng mà chuyện gài ta không, tưởng tượng chơi mà chơi xấu người ta không. Ngộ vậy trời đất ơi, ta bệnh hoạn ta tìm cái gì đó công đức ta làm cho có công đức, sau này lỡ mình đi mình cũng có công đức không. Bệnh hoạn tối ngày tìm cách hại ta chẳng nghe hả, mà tự mình tưởng tượng luôn, tự tưởng tượng cảnh chỉ cảnh ra quỳ xin lại, tha con đi cô ơi, tha cho con đi cô ơi, con khai ra, con khai nè, ai đưa tiền con khai nè, con khai là tự tưởng tượng luôn. Thấy ghê không? Trời ơi, không có gì giờ làm nhà thơ hay là làm phim đi, tại mình sức tưởng tượng mình phong phú quá, không phải mình tưởng tượng mình viết phim đi, viết kịch đi, viết kịch đi có tiền đó chị Bảy Màu, viết kịch đi, đừng có lên làm YouTube nữa, là viết kịch đi, tại cái trí tưởng tượng phong phú quá. Tưởng tượng sao mà ni bị bắt luôn mới ghê, tưởng tượng mà cá cược chí cảnh mà ni bị bắt luôn, tưởng tượng cái chí cảnh bị quỳ lại gian xin tha cho con đi cô ơi, con biết lỗi rồi, xin lỗi cô được chưa, tha cho con đi cô ơi cô. Đó, thánh thần ơi đó, đúng không, để bắt ni tiếp, gà ra cái này bắt ni tiếp. Vậy là ai là người đứng đằng sau chị Bảy Màu để xuống chị Bảy Màu làm như vậy để bắt ni vậy? Đây, chị Bảy Màu nói là có người đứng đằng sau chứ cảnh, thì vậy ai là người đằng sau vậy, ai là người đằng sau suối vậy, ai dám suối vậy, ai mà dám suối dục chị Bảy Màu tưởng tượng như những chuyện mà sành xí đuối vậy, ai đúng không nha. tưởng tượng mà bắt chí cảnh mà lầu gia ni luôn mới sợ. Công nhận tôi nể chị thiệt, chị Bảy Màu thiệt, nhiều lúc tôi chửi chứ mà tôi đôi lúc thì tôi cũng nể chị. Sức khỏe không có mà ngày nào chị cũng lên chị nói 1 tiếng mấy, tôi nói có 15 phút là tôi muốn banh cũng họng luôn rồi, mà chị nói hoặc là 1 tiếng rưỡi 2 tiếng đồng hồ mà chị không bị hết, mà tối ngày chị nói ta chị bệnh, ai đụng với chị cái chị bệnh, ai đụng với chị bệnh. Thánh thần ơi, đó. Và bây giờ tiếp tục nói chuyện này nữa nha. Út nói ra cái nhà nghe mà cười bể bụng luôn. Chị cá Bảy Màu nói là ni ghen với lại cá Bảy Màu. Tại vì anh Nguyên Vũ điện cho cá Bảy Màu nên ni ghen, nên ni lên chửi cá Bảy Màu. Thánh thần ơi. Ngày hôm qua
Thám tử nói là Ni ghen với lợi le le, là Ni phái anh Bóng ghen với chị le le. Giờ bên ai thì các bảy màu nói là Ni ghen với anh Nguyên Vũ, ghen với ba phái anh Nguyên Vũ, ghen với bảy màu, tại vì anh Nguyên Vũ chiếu cố bảy màu nhiều hơn Ni. Thánh thần ơi, vậy cuối cùng Ni ghen ai? Vậy cuối cùng Ni phái ai? Ni phái anh Bóng và phái anh Nguyên Vũ luôn hả? Chồng ta đẹp trai dĩ dèo vậy đó, chồng ta ngon lành cành đào vậy đó, chồng ta vạn vỡ vậy đó, chồng ta yêu thương vợ giàu có vậy á, tự nhiên cái phái anh Bóng với anh Nguyên Vũ. Thánh thần ơi, à bữa trước thì thám tử nói là Ni Ni ghen với lợi le le nên không cho anh Bóng đi theo le, kêu anh Bóng là đừng lún sâu quá anh ơi. Rồi bữa nay là cá bé màu nói là Ni ghen với cá bé màu với anh Nguyên Vũ, tại vì anh Nguyên Vũ điện cá bé màu hoài nên Ni ghen nên Ni lên Ni chửi. Cái nội dung Ni chửi không chắc là ha, cái nội dung Ni chửi nó nói là tại vì Ni ghen mới chửi ha. Điên gì mà điên nặng luôn á trời, bản thân không lo chị bệnh ăn nằm với mấy ông Hàn Quốc, quá ảnh hưởng tư tưởng não bộ hay gì á, nghĩ ai cũng làm biếng làm nghề ràng rỗi, bản thân thì kiếm tiền từng view để kiếm tiền mà không phiên nhủ người khác. Chuyện chị em người ta dù có thế nào cũng không bỏ nó bơ vơ, nghĩ sao dựng chuyện như đúng rồi. Hồng Loan 300 ngày 15 luôn đó, là Ni viết cái dòng status mà lúc cá bảy màu lên phiên phiên Ni là về với chồng đi, bỏ Hồng Loan đi, chồng con là trên hết, gia đình trên hết á. Mặc dù trước đó cá bảy màu nói Ni là chồng bỏ rồi, không được về nhà, không cho nhà gặp con luôn, không được về nhà luôn, dẫn giờ phiên ta về với chồng đó, là Ni viết cái status như vậy. Thì cá bảy màu nói là Ni ghen với cá bảy màu là do anh Nguyên Vũ là phái cá bảy màu nhiều hơn phái Ni, trong khi Ni phái anh Nguyên Vũ mà không được anh Nguyên Vũ chiếu cố mà lại điện thoại với cá bảy màu nên Ni ghen. Tung ghi âm đi, tung ghi âm lên đi để coi anh Nguyên Vũ nói cái gì mà cá bảy màu nói là Ni ghen, và anh Nguyên Vũ nói cái gì mà để cá bảy màu nói là anh Nguyên Vũ phái cá bảy màu. Tung ghi âm lên đi. À còn hôm nay là mình tự nhận là mình chính là người phái anh Nguyên Vũ, tại vì mình như thế nào mình mới nghĩ người ta như thế đó, trong lòng mình phái anh Nguyên Vũ mà mình không dám nói, mình lại gán ghét cho Ni là Ni phái anh Nguyên Vũ, là ghen với mình, mà bản thân mình dòm coi mình hơn Ni cái gì về sắc đẹp, tài năng, tài giỏi, học thức, cách đối nhân xử thế, được nhiều người yêu mến, đẹp này kia, là thua trọn bộ combo thua đi luôn. Vậy mà nói anh Nguyên Vũ chọn cá bé màu mà bỏ Ni, mà nói Ni phái anh Nguyên Vũ. Thám tử thì nói Ni phái anh Bóng, rồi bé màu nói Ni phái anh Nguyên Vũ. Vậy rốt cuộc Ni phái ai? Chắc Ni phái tôi quá, chắc Ni phái tôi quá, đúng cá bé nhà mà cái nhà. Vậy mà cá bé màu cũng mở miệng nói chị như vậy, mà cá bé màu cũng mở miệng nói thiệt, út nể luôn, tự giống như tự tin đến mức mà hơn mức có thể luôn, tự tin là anh Nguyên Vũ mê mình luôn, tự tin Ni ghen vì anh Nguyên Vũ phái mình mà không phái Ni, nó tự tin mức đó luôn. Cái này là cố tình nói như vậy, cố tình nói như vậy để chi? Để chọc tức anh Nguyên Vũ lên tiếng, nhưng mà không có tầm, không có cửa để anh Vũ lên tiếng, tại vì cái việc của anh Nguyên Vũ làm hàng ngày kiếm tiền rất là nhiều, rồi sọt nhắc tới tên của cá bảy màu, do ảnh hưởng đến fan của người ta, ảnh hưởng đến mạng xã hội người ta, ảnh hưởng đến công việc người ta, không có xứng tầm, không có xứng đáng để anh Nguyên Vũ nhắc tới, chứ không phải anh Nguyên Vũ sợ, tại vì anh Nguyên Vũ không nhắc tới là có bảy màu có quyền tung ghi âm bất cứ lúc nào, anh Nguyên Vũ đâu có sợ, anh Nguyên Vũ đang chờ cá bảy màu mà chiều ra anh Nguyên Vũ hát ở Nguyễn Huệ nè, chiều ra hát ở Nguyễn Huệ nè, có ngon thì ra ngoài gặp anh Nguyên Vũ đi, giờ hỏi chuyện này kia, đúng không? Có ngon thì gặp anh Nguyên Vũ đi, thì giờ hỏi chuyện anh Nguyên Vũ phái ai, phái cá bảy màu hay phái Ni. Theo cả nhà là nếu mà được chọn anh Nguyên Vũ chọn cá bảy màu hay chọn Ni hả? Được chọn á, tôi khỏi suy nghĩ chọn Ni á, không suy nghĩ gì hết, khỏi suy nghĩ gì á, hộp 1, 2, 3 trả lời chọn Ni. Thánh thần ơi, nói Ni làm ghen với lại cá bảy màu nên lên chửi cá bảy màu dữ gì đó, ghen hay không tự mình biết, còn mình hay là Ni phái anh Nguyên Vũ là tự mình biết luôn, mình hay là Ni là phái anh Nguyên Vũ tự mình biết luôn, còn thám tử Ni phái anh Bóng hay là thám tử phái anh Bóng cũng tự biết luôn, khỏi đổ thừa cho Ni. Ủa ngộ vậy, cái gì đổ thừa cho Ni á, cá cược chứ cảnh cũng đổ thừa Ni đứng đằng sau. Và bây giờ Ni lên phản ứng lại vụ mà khuyên Ni á, cũng đổ thừa Ni phái anh Nguyên Vũ. Giờ Hồng Loan không nghe lời các bé bào cũng đổ thừa Ni suối đó. Rồi anh em YouTube lên trả lời lợ khi mà chửi anh em YouTube đó, anh em tức quá chửi lợ cũng đổ thừa Ni với sao giật dây ngó vậy, sao gì đổ thừa Ni vậy. Vậy là Ni mạnh rồi nha, vậy là Ni nói chung là Ni chùm hết các loại chùm luôn á, vậy là Ni thứ dữ luôn á, nên cái gì cũng đổ thừa cho Ni đúng không, tại Ni giỏi quá, Ni tài quá nên cái gì cũng đổ thừa cho Ni đúng không, sao không được lần đổ thừa mình đi.
sao mình không một lần đổ thừa mình coi, đổ thừa mình thử một lần coi hả? Sao cái bà thánh tử với lại cái bảy mà tao thương đi quá ta, nhỏ quá nhỏ quá, cái bên đó nó ghét đi ghét nhưng mà thương thương nha, nhắc tối ngày luôn, nhắc tối ngày luôn, thương đi lắm, cưng đi lắm, trời ơi, nhắc đi tối ngày luôn đó cái mà mình mê Nguyên Vũ thì nói đại đi, trời ơi ngại gì nó mệt quá, ngại gì nó đại đi, ngại gì đâu, phải nói phải đi để mốt lỡ đi xa không nói kịp là hối hận cả đời đó, đúng không? Đó mình có chuyện gì mình đứt bóng là mình nói nó không kịp là hối hận đó, nói anh đi, nói là phải Nguyên Vũ đại đi, đổ thừa cho ai vậy không, cứ vậy hoài luôn.